cái công việc có khoảng trên dưới 100 người đi cùng với bà con. Hôm nay ngày cuối tuần nên chắc nghĩ chắc cũng sẽ có nhiều khán giả đến ủng hộ chị Hồng Loan tinh thần cho việc mà đến tò vào sáng hôm nay. Thì mình cũng đang chờ để coi xem coi chị Hồng Loan sẽ đi cùng ai nghe quý vị, cô chú các bạn. Tất cả chúng ta đều cập nhật hết chứ cũng chưa biết chính xác thông tin là thế nào. Lấy lại cái công bằng đó cho bản thân mình. Theo dự kiến thì hôm nay sẽ là phiên hòa giải lần thứ hai. Thì nếu như mọi việc tốt đẹp thì sẽ không còn phiên hòa giải tiếp theo nữa. Còn nếu mà trong phiên hòa giải hôm nay mà có những đề khiếu kiện khiếu nại nữa, tiếp tục sẽ là phiên hòa giải thứ ba và cũng có thể là phiên tòa luôn nha. Tại vì hai lần hòa giải không thành. Hay lần 3, nhưng mà nếu mà có thể là lần 3, không cần lần 3 đâu, chúng ta sẽ chuyển sang là ra tòa luôn nha cô chú các bạn. Thì những chứng cứ bên Hồng Loan cung cấp hay là những chứng cứ bên cô xã cung cấp thì chắc đã đủ rồi. Đây là một vụ án cũng là bình thường thôi, vụ án nhân sự mà chỉ tranh chấp tài sản mình, không có gì đặc biệt, nên có thể là tòa sẽ quyết định xử luôn trong những phiên tới nếu mà việc hòa giải của hôm nay không thành. Có thể diễn ra thêm một phiên tòa nữa cho mọi người nha. Tức là ngày hôm nay nếu như hòa giải hai bên không được thì sẽ có phiên tòa chốt cuối cùng và để gọi là xét xử rõ ràng trắng đen đó mọi người. Thì tính về pháp lý thì Hồng Loan đã sang tên tất cả các tài sản của cố ca sĩ để lại rồi, thì không biết là còn những tình tiết gì mới hay không. Thực ra mà nói thì lần này ra tòa thì ở bên tiền đã đâm các cái đơn kiện của Hồng Loan đó mọi người, nên là nó gộp lại rất là nhiều chuyện ha. Đơn của những cái tập ngày hôm qua Tiểu Linh không xuất hiện, nhưng mà vợ của ông xuất hiện. Bởi vì sao? Bởi vì cô ta biết Hồng Loan là cái vấn đề phát ngôn của Hồng Loan đục bông ở trên hoa viên đó mọi người. Thì hôm qua sự xuất hiện của cô Kim Tho và chú Tự và Tiểu Linh Vũ cũng là một bất ngờ cho cô chú chị các bạn. Cô Sáu đến tòa vào ngày hôm qua đã bất ngờ rồi, còn hôm nay bất ngờ thêm là vấn đề là cô Kim Tho và Tiểu Linh Vũ xuất hiện. Mọi người cũng giấy thông tin là có thể là cô Kim Tho đến để kiện YouTuber hay là kiện những cái người mà trên nền tảng mạng xã hội mà bêu xấu gia đình của cô ta. Thì tất cả có thể là đều là suy đoán. Nhưng mà suy đoán mà cho đúng nhất có thể là cô Kim Tho đang kiện Hồng Loan về vấn đề là phát ngôn trên mộ, nói là Tiểu Linh Vũ là con của cô với ông hàng xẻng nào đó. Trước mắt thì chúng ta cũng đang chờ đợi những thông tin, mình sẽ cập nhật thêm những thông tin về phiên tòa hôm nay gửi đến cô chú chị các bạn cùng xem nhé. Và hiện tại thì nhà chị Loan đóng cửa và việc tiếp khách vẫn diễn ra bình thường. Khi có khách đến thì vẫn tiếp đón, mở cửa và có thể là vô thắp nhang cho cậu, hoặc là có thể là mua những sản phẩm ăn vặt mà chị Loan đã từng bán ở trên Facebook. Buổi sáng tại Phú Nhuận, Yên Tĩnh nha. Thời điểm hôm nay là do là ngày nghỉ, nên ngày nghỉ của cơ quan hành chính nên một số người làm việc mà từ thứ hai đến thứ sáu thì được nghỉ thứ bảy và chủ nhật, nên khu đường cũng hơi khá vắng, ít xe qua lại. Có một suy đoán rằng là hôm nay là chị Hồng Loan sẽ không đến tòa mà sẽ là nhờ luật sư của mình đi đến để làm những thủ tục liên quan đến pháp lý gì đó, thì đó cũng là suy đoán thôi. Nhưng mà cái chuyện mà chính xác hay không thì chúng ta sẽ chờ và đang đứng chờ đợi để xem có gì diễn biến mới không.
chào cô chú anh chị người khán giả đang theo dõi video tiếp theo kênh của mình. Hôm nay mình đang có mặt tại nhà của chị Hồng Loan. Theo cái lịch thì 22/7 là ngày hôm nay là ngày hầu tòa của chị Loan cũng như là cô Sáu, nhưng mà mình cũng mới đi ngang bên tòa án Phú Nhuận thì thấy là đóng cửa và không có ai xuất hiện cả. Thì trước đó một ngày, ngày hôm qua là cô Sáu cũng như là chị Phượng và cô Kim Thoa và vợ chồng chị Hồng Phượng cũng đã có mặt tại tòa án, và họ có mặt rất là nhanh, 30 phút rồi sau đó ra về. Khi mà ra về thì mấy anh em YouTuber thấy là cái biểu cảm khuôn mặt của bên phía cô Sáu rất là vui, mọi người còn biểu hiện cái nét mặt rất là vui tươi, và không biết là họ có cái tin vui gì hay không. Ngày hôm qua thì mình cũng có ghé nhà chị Hồng Loan và thấy chị Loan cũng tiếp tục nhờ mấy anh công nhân đang sửa chữa lại căn nhà, nghe nói là gắn thêm một cái lớp kính mới, cũng như là hôm trước cũng có khán giả tặng một cái bức tượng sáp cho Hồng Loan. Bức tượng sáp thì sẽ vũ linh nha cô chú anh chị đó. Sáng hôm nay thì mình thấy trước cửa nhà chị Hồng Loan đang đóng kín nha. Sáng hôm nay cũng có mấy anh shipper cũng tới nhận hàng để đi giao ha. Mình nghe một số khán giả người ta đồn là hôm nay là chị Loan cũng sẽ không lên tòa, và các phiên tòa hồi giải hôm nay sẽ không được tổ chức nha. Thì không biết sự tình là như thế nào, nhưng mà bây giờ mà nếu như mà nhiều khán giả mà theo dõi cái vụ việc thì lâu rồi thấy rõ ràng bây giờ một mình chị Hồng Loan thì quá đơn độc, và bên phía cô Sáu thì lại quá đông người, vợ chồng chú Bảy, cô Sáu, rồi vợ chồng Hồng Phượng cũng như là cô Lành, một mình chị Hồng Loan thôi. Bây giờ chỉ có một mình chị Ni là đứng về phía chị Loan và ủng hộ chị ha. Trước đó là cậu Sử người cũng đã hỗ trợ giúp đỡ Hồng Loan rất là nhiều, bất ngờ quay xe phút cuối nha cô chú anh chị. Đó, khán giả người ta cũng nói là lòng người khó đoán, đúng là không biết được cái chuyện gì xảy ra. Bây giờ thì cậu Sử cũng đang ở quê nhà Kiên Giang. Trước đó thì cậu cũng chia sẻ là về nhà là vì lý do là ba bị bệnh, rồi sau đó là có những cái đoạn clip tung lên cuộc trò chuyện của chị Ni, như là cậu Sử để thấy rõ, thấy lộ thêm nhiều cái thông tin bất ngờ nha cô chú anh chị. Sáng hôm nay có một anh khán giả đang đứng trước nhà chị Loan. Tới giao một cái gì đó. Hôm nay người nhà. Hai ngày hôm nay là thấy anh con gái chị Loan đang mở cửa nè. Hai ngày hôm nay là có mấy anh bên công nhân tới sửa chữa lại nhà. Có một vị khách sáng sớm đã vào trong nhà chị Loan nha. Đây là một chiếc xe Honda màu đỏ của chị. Đó thì rất nhiều khán giả đang mong chờ cái tin của chị Hồng Loan sáng nay mình cũng tới để cập nhật của chú anh chị vì lý do riêng tư của gia đình, và cũng để cho chị Hồng Loan có thể là có không gian buôn bán thoải mái, nên mình cũng không đứng trước cửa nhà, đứng từ bên này để quay cập nhật cho cô chú anh chị xem. Đó, rất nhiều khán giả cũng đang rất là quan tâm, nó không biết cái vụ việc tranh chấp tài sản giữa cô Sáu như là chị Loan là đang diễn biến như thế nào. Như vậy là ngày mai, là ngày hôm nay là sẽ không, hai bên sẽ không lên tòa nữa cô chú anh chị, sẽ không có cái buổi hòa giải đâu cả. Hôm qua thì nhiều tin đồn đó là mẹ con cô Sáu cũng đã tới nhà chị Hồng Loan, nhưng mà thực sự là không tới nha, tại vì những chiếc xe mà đậu trước nhà chỉ là xe của mấy anh công nhân đang sửa nhà cho chị Loan cô chú anh chị. Mình sẽ cập nhật thêm một số thông tin về chị Hồng Loan có đến tòa hay không, hay là chị Loan nhờ luật sư đến. Hôm nay thì đến cô chú quý bạn nha. Hiện tại mình sẽ xin tạm dừng clip là tại đây, và sẽ có những thông tin tiếp theo gửi đến cô chú quý bạn trong những clip tiếp theo. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nha.